Triển lãm giới thiệu hơn 100 bức vẽ của các họa sĩ trong hành trình Carnival, hội họa xuyên Việt và các họa sĩ thuộc chi hội mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk thực hiện. Các bức họa đã tái hiện cuộc sống sinh động, tràn đầy sức sống của con người và vùng đất Tây Nguyên. Carnival hội họa xuyên Việt được khởi xướng năm 2022 là một trại sáng tác tranh trực họa gồm 20 họa sĩ được tuyển chọn. Chuyến hội họa xuyên Việt đầu tiên được tổ chức dưới sự hợp tác của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Văn phòng miền Nam và Việt Nam Art Space, khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến điểm cuối là Đà Nẵng. Trên đường đi sẽ qua các địa phương như Đà Nẵng, Kon Tum, Bình Định, Phú Yên để thể hiện vẻ đẹp của các vùng miền đất nước qua cặp mắt sáng tạo của người họa sĩ. Trong hành trình này sẽ có 3 cuộc triển lãm tranh trực họa của đoàn tại 3 chặng dừng là Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và triển lãm tổng kết các tác phẩm xuyên suốt hành trình tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 9. Ông Nguyễn Trung Tín, trưởng đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam Văn phòng miền Nam cho biết: Đất nước ta rất là đẹp và chúng tôi là những người ghi chép dọc đường, mang lại cho người xem một cái cảm nhận trực tiếp rất sinh động về cái nơi chúng tôi đã đi qua. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn là thể hiện một cái không khí sâu hơn ở những vùng sâu vùng xa. Vì chúng tôi muốn nhìn cái gì đó mà không phải là nhìn theo du lịch, nhìn theo người nghệ sĩ, cảm nhận cuộc sống thực sự như thế nào.